Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong phong thủy có rất nhiều cách để chiêu tài và xua đuổi tà ma, nhưng ít ai biết được rằng những thứ tưởng chừng như là bị quên lãng, đơn giản trong cái cuộc sống hàng ngày lại có những cái tác dụng phong thủy vô cùng to lớn. Đó chính là củ tỏi. Thì theo dân gian, tỏi không chỉ là một loại gia vị mà nó còn có tác dụng trong phong thủy về việc trừ tà ma. Nhờ vào cái mùi hương đặc trưng của nó, nếu sử dụng tỏi một cách hợp lý, cụ thể là nếu đặt củ tỏi đúng cái vị trí này của ngôi nhà, thì chỉ sau 3 đêm thôi, quý vị và gia đình sẽ có cơ may đổi vận giàu sang, tiền vào như nước. Vậy thì đó là những cái vị trí nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, cái vị trí đầu tiên mà chúng ta nên đặt tỏi đó chính là trên ban thờ thần tài. Thì bên cạnh những cái vật phẩm thờ cúng quan trọng như là hương, nến, trái cây, tiền vàng, cũng như là các lễ đồ vật phong thủy khác, thì nhiều gia đình còn đặt 5 củ tỏi lên trên ban thờ thần tài với cái mong muốn là chiêu cái tài lộc. Tỏi vừa là cái gia vị được sử dụng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày, lại vừa là cái bài thuốc dân gian có khả năng điều trị các bệnh cảm cúm này, hạ huyết áp này và phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, theo quan niệm của dân gian thì tỏi còn là một trong những vật phẩm tâm linh trừ tà hóa sát. Tại Việt Nam thì nhiều người vẫn giữ cái thói quen mang theo bên mình một củ tỏi khi đi dự đám tang, hoặc là trẻ nhỏ mỗi khi được bố mẹ đưa đi chơi với cái mục đích là gì, phòng thân và gì tránh những âm khí. Nhiều người cho rằng việc mang tỏi sẽ tránh bị gì, tránh bị ma bắt. Thậm chí ở nhiều nước phương Tây, tỏi còn được xem là cái bùa hộ mệnh để chống lại ma cà rồng và gì các linh hồn quỷ dữ. Các chuyên gia phong thủy cho rằng cái sức mạnh và năng lực của hai vị thần tài thổ địa ấy có hạn, nên là rất khó có thể ngăn cản được sự phá phách của yêu ma. Chính vì vậy, tỏi có tác dụng là xua đuổi cái tà khí, giảm được tinh khí của các linh hồn, nên việc đặt tỏi trên ban thờ thần tài sẽ bảo vệ được các vị thần. Từ đó mà công việc làm ăn của gia chủ sẽ được thuận lợi và hanh thông hơn. Khi lập ban thờ thần tài thì gia chủ cũng thường chuẩn bị 5 củ tỏi thật tươi, đặt trên một chiếc đĩa nhỏ hoặc là gì, để cả một cái tháp tỏi, cái bó tỏi lên trên ban thờ. Nhưng mà quý vị lưu ý phải bày trí thật đẹp, tránh là gì, để cho xấu cái ban thờ. Cũng theo quan niệm phong thủy thì cái việc bày tỏi trên ban thờ thần tài cũng sẽ giúp các vị thần dễ dàng gì bài trừ đi các đạo trích, các phong binh có ý định hãm hại gia đình. Một khi các vị thần đã được an toàn thì gia đạo mới bình an và không bị phá phách. Thứ hai là đặt tỏi trong phòng ngủ. Phòng ngủ là một căn phòng riêng được thiết kế, được bố trí là cái nơi để mọi người ngủ vào ban đêm hoặc là nghỉ ngơi, thư giãn vào ban ngày. Phòng ngủ là một trong những căn phòng giữ vị trí quan trọng nhất trong cái ngôi nhà, với chức năng thư giãn nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe sau cả ngày làm việc căng thẳng và vất vả, hoặc gì cần không gian yên tĩnh. Thì để kích hoạt cái phòng ngủ được tốt lên thì người ta cũng đặt một cái củ tỏi ở cái vị trí này. Thì đó là vị trí nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì chúng ta cũng tìm hiểu cái tác động của tỏi đối với cái con người như thế nào, và đặt trong phòng ngủ thì nó có ý nghĩa gì. Từ đó chúng ta sẽ biết được cách đặt vị trí tỏi ở đâu để thu hút được cái tài lộc và mang lại cái may mắn, cái sức khỏe cho mình. Đây là một trong những loại cây gia vị dễ trồng ở một đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam. Thì tỏi sẽ phát triển rất nhanh nếu mà gặp thời tiết hoặc khí hậu thuận lợi. Cái việc chăm sóc cũng khá là dễ dàng. Chính vì điều này mà đã có không ít gia đình Việt, đặc biệt là những gia đình ở thành thị mà không có nhiều không gian ấy, đã lựa chọn trồng tỏi ở một cái khu vườn nhỏ của mình. Đối với người dân Việt Nam thì củ tỏi là một trong những cái gia vị không thể thiếu trong những cái bữa ăn, trong những cái món ăn đậm chất của người Việt, đặc biệt là trong những cái món nước chấm thần thánh. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, bên cạnh cái ngoài cái việc sử dụng tỏi trong việc ăn uống, trong việc ẩm thực, thì tỏi cũng có vô vàn những công dụng khác cực kỳ bổ ích, như làm thuốc chữa bệnh trong đông y, hay là theo quan niệm của ông bà xưa ấy, tỏi có mùi đặc trưng làm cho yêu ma rất sợ. Vậy nên quý vị hãy mang theo ít nhánh tỏi bên mình khi mà đi ra ngoài vào ban đêm. Cái việc để tỏi trong phòng ngủ cũng có tác dụng rất là tốt cả về mặt sức khỏe hay là về mặt tâm linh. Sau đây là một số tác dụng của tỏi đặt trong phòng ngủ. Thứ nhất là lưu thông khí huyết và diệt khuẩn. Tác dụng này của tỏi cũng được lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đông y Ba Đình, Hà Nội đã chia sẻ. Ông cho rằng đây là cách để chữa bệnh hoàn toàn là có căn cứ. Vì tỏi có tác dụng hành khí, khi mà khí huyết lưu thông thì cơ thể của các bạn sẽ được khỏe mạnh và gì ăn uống tốt. Đặc biệt là rất hiệu quả với cái trong cái việc là làm giảm các cơn đau nhức trên cơ thể. Không những thế, khí huyết lưu thông đồng thời thì huyết áp cũng sẽ ổn định và giảm được phần lớn các bệnh về tim mạch. Thứ hai là ngăn ngừa một số các bệnh lý. Thì tỏi rất giàu cái chất dinh dưỡng. Tỏi cung cấp các loại chất dinh dưỡng như là protein này, carbon hydrate này, calo này, vitamin nhóm B, sắt, canxi, kali, mangan,
magie hay là phốt pho. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng ấy, tỏi có rất nhiều các hoạt tính, nhưng mà tiêu biểu nhất là cái tác dụng cơ bản của tỏi ấy, chủ yếu đến từ gì? Đến từ allicin. Cái hoạt tính này có tác dụng rất tốt cho cơ thể để ngăn ngừa các triệu chứng về các bệnh lý khác nhau như bệnh gan này, làm sạch động mạch này, là gì, tránh cảm cúm, tránh cảm lạnh này, vân vân. Đặc biệt hiệu quả với cái việc là điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tác dụng thứ ba của tỏi trong phòng ngủ là giúp dễ ngủ, thư giãn và giảm cái căng thẳng. Mùi tỏi khá là đặc trưng nên chỉ cần đặt một vài nhánh tỏi trong phòng ngủ, các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi vị không lẫn vào đâu được. Mùi của một lượng tỏi vừa đủ sẽ khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu. Bên cạnh đó, tỏi có tác dụng thanh lọc cái không khí và tránh được những ô nhiễm về không khí xung quanh cái phòng ngủ của bạn, đảm bảo hít thở được cái không khí trong lành khi ngủ. Khi cơ thể được thoải mái, không khí được thanh lọc ấy, cái mùi vị dễ chịu sẽ khiến cho gì, các bạn có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, đẩy lùi những cái phiền não và những cái tiêu cực để tận hưởng trọn vẹn nhất cái giấc ngủ của mình. Và chắc chắn khi mà có giấc ngủ chất lượng thì cái ngày làm việc hôm sau ấy, sẽ tràn đầy năng lượng và hứng khởi, cũng như là hiệu quả làm việc sẽ cao hơn. Thứ ba là xua đuổi ma quỷ, tránh tà khí và những ngày ám vận. Thì ngoài tác dụng về sức khỏe thì cái việc đặt tỏi trong phòng ngủ ấy cũng có ý nghĩa về cái vấn đề về tâm linh. Khi con người ta chìm vào giấc ngủ ấy, lúc đó thì dương khí sẽ rất là yếu nên rất dễ bị âm khí xâm nhập. Từ đó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cái tinh thần của con người. Để tỏi trong phòng ngủ sẽ xua đuổi ma quỷ, âm khí, tránh được các vận khí xấu. Theo quan niệm của ông cha ta thì ma quỷ vong hồn rất sợ mùi tỏi. Mùi hương đặc trưng của tỏi sẽ khiến cho ma quỷ sợ hãi và không dám tới gần. Tỏi càng đậm mùi thì chúng càng không dám tiếp cận đến người dùng tỏi. Vậy nên chúng ta nên để một nhánh tỏi dưới gối trong phòng ngủ. Cái việc làm này rất đơn giản, không hề cầu kỳ. Điều bạn cần làm chỉ cần là gì? Chuẩn bị một cái nhánh tỏi rửa sạch, sau đó đặt chúng vào dưới gối cái mà các bạn nằm. Một vài gợi ý khác cho bạn, đó là các bạn cũng có thể đặt tỏi ở trong cái túi áo hoặc là ở đầu giường, bất kỳ nơi nào mà gần bạn. Rồi các bạn hãy yên tâm chìm vào cái giấc ngủ của mình. Cách làm này thì chưa chắc đã có hiệu quả ngay. Các bạn làm để gì? Các bạn thường xuyên và quen dần với cái mùi hương có phần hắc của tỏi. Và những ngày sau đó thì chất lượng giấc ngủ của bạn chắc chắn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Sau đây là một vài cái lưu ý khi mà các bạn đặt tỏi trong phòng ngủ. Tỏi sẽ phát huy tác dụng tốt nhất nếu các bạn biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Sau đây là một vài cái lưu ý dành cho bạn. Để đạt được hiệu quả rõ rệt nhất thì các bạn phải đảm bảo khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi. Không nên chuẩn bị một cái gối quá dày. Như thế thì cái khoảng cách giữa tỏi với cơ thể bạn sẽ bị xa, đúng không ạ? Cái hiệu quả chữa bệnh sẽ không được cao như mong đợi. Thứ hai là cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nếu các bạn đặt quá nhiều tỏi trong phòng ngủ thì cũng sẽ không tốt. Không những không có hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng. Cụ thể là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể gây nên mất khí và tan huyết. Nhiều tỏi sẽ khiến cho mùi bị nồng đậm. Điều này có thể ám vào bạn, làm sáng da các bạn dễ bị ám mùi lên quần áo, lên cơ thể và rất khó chịu cho những người tiếp xúc. Thưa quý vị, vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai vị trí để đặt tỏi, giúp cho quý vị thâu thu tài lộc và xua đuổi những cái tà ma, những cái ám khí nó đeo bám. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.